cũng đã có cho mình 2 điểm để chắc chắn rằng mình không trắng tay trong ngày thi đấu hôm nay. Nhưng với một tham vọng một ông lớn, một trong số những đội tuyển lọt top 4 của mùa trước thì chắc chắn rồi Team Flash mong muốn nhiều điều hơn ở việc chỉ có 2 điểm, và đặc biệt là trước một đội tuyển được đánh giá là thấp hơn họ, đó là Tân Voi Gaming. Hãy cùng nhau đến ngay ván thi đấu thứ 3 giữa Tân Voi Gaming và Team Flash, ván thi đấu rất quyết định và then chốt dành cho Tân Voi Gaming. Màu. Và Shin như thường lệ vẫn khá rất là đánh đá, cú đá cước hai người từ vị trí của quay, nhưng quay không còn quá nhiều máu nữa rồi, muốn gây áp lực vào khu vùa xanh của Maximus. Bên phía Tân Voi Gaming tự tin bởi họ còn cho mình Mina, nhưng lượng máu từ quay không còn là quá nhiều. Số Bách đang tới rồi, anh ta đang thủ cú quất roi trên người và điều đó khiến cho quay buộc phải lui về, bởi anh ta không còn trên 50% lượng máu nữa. Anh ta chuyển qua tấn công vào HQ, tất quất roi theo sau. Không, đó cú tốc biến qua bên kia bờ tường nên Xuân Bách dí theo HQ. HQ không còn gì để bỏ chạy nữa. Xuân Bách có được chiến công đầu rồi. Ở phần còn lại thì Shin bị kẹt lại, Shin không có ai bên cạnh cả, Shin còn tốc biến, Shin cố gắng bỏ lui. Còn ở phía dưới này Xuân Bách cũng không còn nhiều máu nữa, nhưng Tuna đang không có sát thương. Anh ta đã có cú dướn cuối cùng lấy đi mạng của Xuân Bách. Mỗi bên có được 2 điểm hạ gục, giao tranh vẫn đang nổ ra. Quay đã tới rồi, Medusa nằm xuống. Bên phía đội tuyển Tân Voi Gaming cũng đã mất đi cái mạng của Tuna trước đó, còn và quay vẫn đang dí theo rồi. Freeway tràn qua, Kuga giữ được bùa, Kuga giữ được bùa, Freeway đã không thể có thể tranh thủ thời cơ cướp đi combo đỏ bên phía đối phương. Và thôi rồi, Tân Voi đã có thể nói rằng là thua trong pha giao tranh vừa rồi, bởi Way mất quá nhiều thời gian. Way mất quá nhiều thời gian, Freeway cũng không cướp nổi bùa. Anh ta bị chậm vòng rừng, Tân Voi đã bị chậm vòng rừng. Sau đó nữa là cũng không thể làm gì được đối phương. Điểm chiến công đầu vẫn thuộc về Team Flash. Rất khó dành cho Tân Voi khi mà ở trận đấu này, nhẽ ra với một Emily đi rừng thì họ buộc phải có lợi thế trên đoạn đầu của trận đấu. Xuân Bách đánh rất cảm tử. Anh ta như một chiến thần vậy, đối phương lao vào, Shin là người lao vào mở bát đầu tiên, nó phá ép bùa đến từ Maximus. Anh ta chưa cắt được đối phương. Một cú lôi điểu rất tốt từ Maximus nhưng sát thương là chưa đủ. Còn ở tuyến dưới này Xuân Bách đang muốn vòng ngược đằng sau Medusa. Medusa chỉ có một mình thôi, chính xác là Tuna đang vòng ngược từ đằng sau với quân bài Liliana của mình. Ta lao vào cào đối phương, ta tanh chú hơi lâu rồi, chưa có sát thương để lấy mạng Medusa. Và qua đó thì xạ thủ bên phía Team Flash giữ được cái mạng của mình, không có một lợi thế nào cho Tân Voi Gaming với cú ép vừa qua, cả thậm chí là phần rừng họ bị áp lực ngược trở lại. Đá từ một chạm rất hay từ Kuga, đá đủ cước lên người của Shin. Quay băng vào với cua bảo cước của mình, anh ta tìm mục tiêu tại đây, anh ta làm choáng lại, anh ta đang cố gắng giữ chân người. Nhưng Amelie đang khá cô độc, Maximus rất yêu thích thể đánh này. Maximus lấy mạng của Quay rồi, đã có thêm người đến hỗ trợ cho Quay, đó là Freeway, nhưng anh ta đến quá muộn và sẽ có điểm cục cho bên phía Team Flash một lần nữa. Tôi có cảm tưởng là họ đang bị cái câu nói đó là kiểu như kiểu là phải tự tin lên, và họ bị tự tin quá và thành ra thành như kiểu thành chủ quan. Rõ ràng đó là những pha thi đấu mà họ đang lao lên như thể rằng là cảm tử quân vậy. Họ không cần biết đối phương có bao người, họ không cần biết đối phương là ai. Trong tình huống thi đấu vừa rồi thậm chí quay cân ba, và rõ ràng là trong một thế trận đang hơi thua một chút như thế này thì cân ba là không nổi. Chất xúc tác tinh thần nó hơi lớn. Tức là kiểu như kiểu tại là vì tại vì nếu mà anh Tùng đã nói chuyện với cả tiếp xúc với cả Chi để bên ngoài thì cũng đều biết là thứ nhất Chi lớn tuổi nhất Tân Voi. Đúng thứ rồi. Hai anh ta cũng là một người mà chưa máu. Máu đến như vậy đúng, đúng không? Anh ta máu quá nên đã khiến Tân Voi bị máu theo. Tình huống lao vào Tân Voi lần thứ hai, anh ta có mặt tại đây rồi. Chi đã hạ được cái mạng Maximus. Maximus nằm xuống. HQ đang tới. HQ đang dí vào Xuân Bách. Xuân Bách chỉ còn dưới nửa cây máu mà thôi. Vẫn là ép vào từ đó là Chi. Vẫn là lao vào rất chiến thần từ đó. Là người chơi hỗ trợ của Khánh Hòa. Shin vẫn đang giữ chân đối phương. Shin đang giữ chân và kéo được hai người. Đã có người phải nằm xuống rồi. Đó là Medusa một lần nữa. Kuga đến ở đây. Ta có tung nguyệt chạm. Anh ta lấy đi các bạn của Shin. Anh ta lao vào tìm mục tiêu tiếp theo. Anh ta đá được, đó là HQ. HQ bị câm lặng. HQ thoát được. Tuna không còn nhiều máu nữa. Maximus đang tới. Lôi điểu chưa được. Đã có người che cho hai thành viên yếu máu bên phía Tân Voi Gaming, đó là Freeway. Và Tân Voi Gaming đánh như kiểu ra ngày hôm nay là Tết vậy. Tân Voi đang làm cái gì thế này? Tân Voi đang làm rất điên cuồng ở trong phần rừng của Team Fast, đánh khoảng 1 phút đồng hồ ở trong phần rừng của Team Fast, đó là Tân Voi Gaming. Chiến thần Khánh Hòa Chin. Chiến thần thực sự. Tân Voi ngày hôm nay đúng kiểu với một mục tiêu duy nhất, rồi đây không được sợ. Đánh ở trong bất kỳ bối cảnh nào nó không được sợ, và có lẽ là các bạn hãy dành một lần cổ vũ dành cho Tân Voi với việc mình chọn là TV. Và nếu như các bạn là một fan muốn yêu thích lối đánh phòng ngự phản công của Team Fast trong trận đấu này thì đó là FL. Các bạn hãy bình chọn ra đội tuyển nhé. Đã có những sự nghi hoặc với việc Tân Voi Gaming bị lỗ thế ở vòng rừng bởi việc tập trung và đánh nhau quá nhiều ở khu vực bùa xanh bên phía đối phương, nhưng sau đó thì vẫn là chiến thần từ vị trí của Tân Voi. Máu thật. Amelie và Wonder Woman đánh như kiểu dạ là ngày mai họ được nghỉ Tết vậy. Họ đánh một cách thẳng mặt Medusa luôn, dí cho Medusa không về được nhà, dí vào tận chân nhà luôn. Từ đó là Tân Voi Gaming họ đánh một cách rất cảm tử quân trong trận thi đấu này, và đó là tinh thần cần thiết ở một đội tuyển mới như là Tân Voi. Nhưng tôi nghĩ rằng là có lẽ nó sẽ làm cho họ khó để có thể có được cho mình một chiến thắng ở trong trận đấu này. Nếu như họ vẫn tiếp tục làm điều đó thêm nhiều lần nữa thì rất khó để họ có thể giành được chiến thắng ở trong trận đấu này. Về lối đánh phòng ngự phản công cũng là một lối đánh mà Alice rất ưa thích. Kuga mang lên, và đây một pha phản công đến từ bên phía Team Flash. Đá tứ nguyệt chạm đến từ Kuga và thôi rồi. Thôi rồi, về đúng lúc mà Kuga đang múa giờ tứ nguyệt chạm, ngay lập tức là đi vào quả múa. Kuga đang múa và chân đấy không thì thấy Shin đang lui về. Đấy là đi vào tứ nguyệt chạm đúng không? Đấy là đi vào tứ nguyệt chạm. Anh ta ngang nhiên đi vào, nghĩa là Kuga đang thi triển võ công rất là bình thường vào không khí thôi. Hai người đi qua phát qua mặt luôn cú đá thứ ba. Và thế là hết. Hai người chơi này chiến thần hơi sung.
hơi sung. Sung thật. Xin ở ngoài đời cũng là một người chơi có một phong cách gọi là hiếu chiến. Anh phải tin bạn. Em. Anh phải tin em. Có lẽ là vì là tính chất của thủ quân mà anh ta động viên tinh thần nó lớn quá. Thực ra bây giờ là các thành viên người em là cứ nghe người anh lao vào đánh là các người em cũng lao vào sung sức theo. Thực ra là hơi quá độ từ bên phía của đội tuyển Tân Voi Gaming. Và có lẽ một trong những người chơi cũng sẽ rất ưa thích lối đánh đó đó chính là Freeway. Ở trong những trận đấu ở trong những ngày hôm trước thì Freeway là một trong những người chơi thuộc hệ rất chiến. Và Freeway đang phải cân đối. Freeway muốn được hay không đây? Không có người yêu rồi, tôi nghĩ rằng là khó. Có thể Maximus tại đây nữa thì không có thể người yêu từ vị trí của Freeway. Quay vẫn đang lao vào. Quay mắt cầu băng xương lại còn bấm. Sao lại băng xương? Băng xương trong tình huống thi đấu giờ không hay, bởi vì lúc đấy thì Maximus nó đang không có được cái lôi động. Đúng rồi. Thì tức là lúc đấy chỉ có thể tiến lên thôi, chứ băng xương rồi thì đối phương chạy mất rồi thì còn đâu nữa mà đánh. Hơi lỗi. Không sao cả. Trận đấu cũng đã chậm lại rồi, chúng ta đã đủ đau tim ở trong những tình huống giao tranh đầu tiên. Nhưng mà cứ tấn công như thế này chậm lại một phát là thua tiền. Bây giờ chậm lại một phát là thua tiền. Mà tấn công mà thua thì cũng là thua tiền. Đánh kiểu gì mà bây giờ họ chỉ có thể thắng giao tranh thôi, chứ bây giờ họ mà tấn công mà chậm lại thì họ cũng sẽ thua tiền. Đã nói rồi. Rất khó đánh, một cái thế đánh như thế này thì gần như họ sẽ bị đối phương kiềm tỏa rất nhiều. Chỉ cần họ sẽ bị chậm lại thôi, đối phương có thể triển khai phát thôi là mọi thứ sẽ rất là khó đánh. Kuga quá khỏe. Và rõ ràng là Kuga đã hưởng lợi quá nhiều trong giao tranh từ nãy đến giờ. Tôi cảm giác như Freeway với cả Quay cứ thi nhau lên. Phun hoa rồi chết vậy. Quay từ nãy giờ vẫn đang bị mải mê trong cái chip cách đây khoảng độ 3-4 phút trước khi anh ta vẫn lao đầu vào các thành viên phía đối phương với Amelie. Cái anh ta bị sống ở trong một cái vòng lặp thời gian. Cái từ Freeway để dịch ra tiếng Anh thì nó có nghĩa là cao tốc, đường cao tốc. Đường cao tốc à? Cơn lốc trên đường cao tốc. Tôi cứ tưởng là đường miễn phí. và ông quay cũng lên. Cũng ông quay tốc. Thì nếu bạn đọc ra thì ông ấy cũng là đường. Đấy. Thật ra thì có lẽ là cái đường của anh là sai rồi. Tại vì đây là quay. Nhưng mà dù sao quay, chăng nữa. Nhưng đúng. Mà tôi nghĩ rằng là đây là ý là anh ta kiểu như kiểu anh ta kiểu viết tiếng Việt cho nó cái kiểu là chơi chữ thôi. Xin vẫn là chiến thuật xin, ta vẫn muốn đánh nhau tới đấy. Làm được choáng hai người tại đây rồi. Mất đi cơ băng xương từ đó là Jin. Nhưng không có ai bồi tên đam vào cả. Không có đam, Medusa lấy mạng của Jin rất nhanh. Mà Jin lại nằm xuống rồi, Kuga đang tới. Terna chạy tán loạn. Điều gì xảy ra với các Tân Voi Gaming như thế này đây? Tơ HQ ở kia một mình một đường. Và HQ lại bị lòng gỏi bởi Kuga rồi. Điểm hạng cục thứ tư dành cho Yena. Cái pha thi đấu của Xin rất hay, nhưng mà Bách còn hay hơn. Bách có một chiều cuối quá đẹp ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Và thôi rồi, lần này thì thôi thật rồi. Tiền ngay lập tức, ngay sau khi mà bị dừng lại một nhịp thôi, Tân Voi bây giờ đã thua đến 5.000 tiền rồi. Và có lẽ là đúng là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói cả trăm năm. Vội quá, Tân Voi Gaming bị vội quá, không biết là họ có việc bận gì hay là khó bắt xe để về. Thấy ra họ bị vội quá mức, nó lại là chết từ vị trí của Freeway. Ngày xưa thì tôi có hay có cái câu đó là 10 rưỡi ký túc xá đóng cửa. Tôi đã định nói là có thể là rất là khó đặt xe ở thời điểm này, tại vì đây là mùa dịch rất là đáng chú ý ở tình huống mà Tân Voi Gaming đang bị vội hơn bao giờ hết. Họ có nhiều thời gian mà bị đá bị tứ quân trả. Hôm nay Kuga làm tốt quá. Ui dồi mất đi một chút sát thương nữa thì mới có thể hạng được Quay. Và Terna đã mất đi chương trình của băng xương rồi. Bên phía của Maximus và các đồng đội của mình hướng tới con dòng ánh sáng. Ván thi đấu này có vẻ như khá là miễn phí. Như cái tên của Freeway vậy. Tôi thì tôi dịch cho vui thôi đấy, đường miễn phí thế thôi. Nhưng mà thực sự là nó rất là trùng hợp với cái khung cảnh ở đường trên. Lúc đấy thì cái đường đấy đúng là đường miễn phí dành cho vị trí của Kuga thật. Khi mà Kuga liên tiếp có những mạng hạ gục rất dễ dàng và ở thời điểm hiện tại thì đã 14 năm rồi. Tôi cảm giác họ bị nhiều nhân cách, có nghĩa là ván đầu thứ nhất chúng ta thấy họ đánh kiểu dạng bình tĩnh và cũng kéo được phân đến lết. Nhưng mà ván thi đấu này thì họ kêu gọi đánh nhau nhiều quá, nhưng đánh nhau toàn lỗ thôi và mải mê đánh nhau một lúc. Một phát team flat cũng chơi cùng đối phương và đội tuyển đã cách biệt đã 6.000 tiền rồi. Thôi rồi, Kuga đã đặt xuống. Đây sẽ là cơ hội cho mình phía Tân Voi Gaming vẫn là lao đánh luôn. Xin kêu gọi các người em mình lao và đánh thẳng mặt, nhưng cuối cùng thì Tân đã nằm xuống rất nhanh chỉ với cú dọc chuyển thành công đến từ cây mà thôi. Tôi cứ tưởng là cái pha thi đấu vừa rồi cây vào là mạo hiểm. Nhưng hóa ra anh ta lại vào và mang lại lượng sát thương quá khổng lồ. Xin bị giữ lại trong tơ thi đấu này và cú bắn đến từ vị trí của Maximus điểm hạng cục thứ hai. Team Phát vẫn tràn lên thêm một cú kéo tốt đến từ Sơn Bách. Sơn Bách làm quá tốt trong những tình huống thi đấu vừa qua. Một người sẽ phải nắm lại đến từ Team Phát, chắc đúng là như vậy, đó là Medusa. Nhưng Tân Voi mất 4 người rồi. HQ còn chưa kịp tần thần ra điều gì đang xảy ra. Anh ta là người chơi về lên. Các đồng đội của anh ta đánh nhau mạnh mẽ quá nên anh ta cứ bị bơ vơ lạc lại phía sau bởi Shin la đánh nhau nhiều quá và bỏ rơi Whis đằng sau. Anh ta bị đá liên tục bởi đó là Kuga. Buồn cười nhất là những cái lúc mà Shin chạy theo đồng đội đi lên đến lúc đồng đội lại về hết rồi, đấy rồi anh ta lại lạc lại. HQ rất khổ, HQ không theo được nhịp của các đồng đội mình. Whis đang bị tướng về cơ bản là chân khá ngắn rồi. Nhưng anh ta lại, đối phương, đồng đội của anh ta lại cứ lao lên tìm mục tiêu thôi. Xin có lẽ hơi sung quá rồi. Tôi nghĩ rằng anh ta nên kiềm chế bản thân lại để có thể bình tĩnh lại. Thời điểm này còn sửa được. Dù lượng tiền đã 6.000 tiền cách biệt rồi. Sửa được thì khó đấy. Khó đấy. Một đội hình có Alice, có Cafeni. Và ở đến giai đoạn cuối trận thì Alice lại càng khỏe hơn và thua đến 6.000 tiền. Và trong khi đó lại thua 2-0. Mà tâm lý cũng đang bị hơi bị đè nặng nữa. Thì bây giờ sửa là rất khó dành cho Tân Voi.
Và như đã nói thì hình như là đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi. Tân Voi đang đánh rất vội, và sự vội của họ đang khiến cho họ đang bị thua thiệt hơi nhiều ở trong tình huống thi đấu này. Bây giờ thì đã là 6.000 tiền, và tiếp tục là những cái trụ được bào đi chẳng chưa. Kuga chưa thể bào trụ trong tình huống thi đấu này. Bắt đầu Tân Voi nhận ra được sự nóng vội của mình rồi, họ bắt đầu chậm lại một nhịp. Nhưng đây sẽ Seiza giành cho Maximus một lần nữa. Suýt nữa đã có cơ hội để cho Tân Voi tìm kiếm cơ hội vào con Seiza đó, nhưng không dễ. Ở thời điểm này thì sao, Freeway lên bảng điểm số rồi, anh ta nằm xuống ngay dưới chân của Kuga. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, 7.000 tiền cách biệt đang đến từ bên phía của Team Flash. Họ đang thực sự có được một thế trận dễ chơi ở trong ván thi đấu này hơn bao giờ hết. Mọi thứ đi theo một cấp độ tăng tiến từ thấp đến cao. Đầu tiên là có thể có cơ hội để chiến thắng cho ván đầu tiên Tân Voi. Ván thứ hai là bị snowball một cách triệt để nhưng vẫn có thể có sức để có thể phản công. Nhưng ở ván thi đấu này thì đang bị ép đến gần như là đến chân tường rồi, mất đi quá nhiều lợi thế, lượng tiền cách biệt quá lớn rồi. Tân Voi Gaming đang thua tiền quá nhiều so với phía đội tuyển Team Flash, và sẽ có thêm cái trụ nữa cho bên phía Flash. Flash đang càn vào, băng qua bên kia bờ tường để đánh nhau luôn cho nó máu. Từ vị trí của đó là Team Flash, họ sẽ có được sức cấp đầu tiên tuyến trên này, có thể sẽ được sức cấp thứ hai tại đường giữa. Và có vẻ như mọi thứ đang tan vỡ hơi nhanh đến từ bên phía của Tân Voi khi mà Team Flash băng vào. Đây là Xuân Bách băng vào là khá sâu, nhưng Xuân Bách có chiêu cuối, Xuân Bách lui ra không nổi rồi. Một pha phản công đến từ Tân Voi, Tân Voi có được khá nhiều nhưng ở đường dưới Kuga lấy trụ rồi. Trong khi đó thì Team Flash càn lấy một chiêu cuối quá đẹp đến từ vị trí của cây. Hơi hết rồi, lấy gì để đỡ đây khi mà Tân Lính sẽ tiếp tục tràn vào, tiếp tục là bắn trụ đến từ Medusa. Cánh này Medusa bắn trụ cánh kia là Kuga. Tỷ số sẽ là 3-0 và đây rồi, pha quay xe quá hoàn hảo của Tung Hoa Mi. Không sao cả, tôi hôm nay vẫn có được một điểm. Dù sao chăng nữa thì đây một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là Tân Voi Gaming hơi quá, hơi sung quá. Họ có lẽ lên xem lại trận đấu này để thấy rằng mình đã sung quá mức như thế nào trong trận thi đấu vừa qua.